Kính chào anh chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bầu Bàng. Trước khi bắt đầu một video mới trong ngày hôm nay, cho Hà Giác gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến anh chị và người thân trong gia đình có một ngày mới an lành và hạnh phúc, vạn sự được như ý. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục một cái video mới giới thiệu về một cái lô đất nằm cạnh trung tâm hành chính của huyện Bầu Bàng. Trước khi giới thiệu về rõ lô đất thì em sẽ nói về cái giá cả, cũng như những anh chị đã quan tâm về những giá cả và những cái lô đất và diện tích như thế nào. Thì cái lô đất này là ngang 5, dài 30 và 100% mét thổ cư, mặt tiền đường nhựa, lòng đường 8m và sâu là 30, nằm ngay vùng ven của trung tâm hành chính của huyện Bầu Bàng. Thì từ ngay chỗ đường Mỹ Phước Tân Vạn, hiện tại em đang đi trên con đường Mỹ Phước Tân Vạn, và từ cái chỗ con đường Mỹ Phước Tân Vạn này mà ngay cổng mà đi vào tới lô đất tầm khoảng 600m nha anh chị, và cạnh trung tâm của hành chính của huyện Bầu Bàng. Thì vừa rồi là đợt dịch Covid-19, đợt dịch lần thứ tư cũng như là một đợt dịch lớn, thì cũng như là chính phủ Việt Nam và chúng ta đã cố gắng rất là nhiều để có thể dẹp yên dịch Covid-19. Nhưng so với đợt dịch thứ năm này thì có lẽ là đợt dịch thứ năm này sẽ bùng nổ trở lại đó anh chị. Theo em thì cái đợt dịch thứ năm này sẽ một đợt dịch rất lớn, nhưng nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới tính mạng của con người cũng như là về nền kinh tế của cả nước nói chung và bất động sản nói riêng. Thì hiện tại bây giờ các cái cửa khẩu hay là tất cả các cái chốt hầu như đã được mở thông để cho tất cả những người dân được đi lại tự do và làm ăn. Cũng chính vì vậy mà tất cả những cái nguồn F0 và những cái nguồn F1 hay là những người mà đã có dịch bệnh trong người, người ta vẫn không có thể biết được và người ta vẫn có thể đi lại tự do, cho nên ảnh hưởng rất là nhiều người. Thì hiện tại bây giờ nếu những dịch F0, người ta bị F0 thì cũng không có bắt đi cách ly tại trung tâm sở y tế nữa, mà người ta có thể tự cách ly tại nhà và tự điều trị tại nhà. Hiện tại bây giờ thì hầu như tất cả các anh chị em và mọi người dân đều được tiêm 2 mũi vaccine Covid-19, cho nên chúng ta có thể tự cách ly tại nhà và có thể điều trị nha chị ha. Và bây giờ em sẽ chạy tới ngay cái vị trí lô đất. Và đây là một cái lô đất ngang 5 dài 30, một lô đất của BKMET nằm bên cạnh trung tâm của hành chính huyện Bầu Bàng. Thì cái lô đất này đang trong thời kỳ gọi là chờ ra sổ nha chị, nhưng mà anh chị yên tâm nhé. Thì trong vòng 6 đến 9 tháng là sẽ có sổ nha anh chị. Anh chị yên tâm điều đó nha anh chị. Thì ở đây là con đường N19 và cái con đường dọc ở phía ngoài đây á, là con đường D14 nằm sau con đường D13. Và cái chỗ nhà hàng này là phía đằng sau có nhà hàng Thùy Linh nha anh chị. Và đi ra đây một xíu sẽ có một cái quán karaoke Trúc Vàng và karaoke 559. Thì đây là con đường D14 và em hiện tại đang đứng ở con đường N19. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái lô đất này thuộc của BKMET nha anh chị. Và cái lô đất này thì nó nằm từ ngay cái chỗ góc lô góc á, và tính lại cho đến đây á là ngay cái lô thứ tư nha anh chị. Đấy. Và ngang là 5 dài 30 và phun hết 100% thổ cư nha anh chị. Và cái từ vị trí em đang đứng đây sẽ chạy lại đầu kia và cuối đường đầu kia sẽ là con đường D15 và đi ra chỗ đường D2 nha anh chị. Còn nếu như anh chị ở đây thì anh chị có thể chạy ra chỗ trung tâm hành chính tầm khoảng 500m anh chị. Nếu như anh chị mà anh chị có thể nhìn thấy là trung tâm hành chính nó đang xây, thì để em zoom lại cho anh chị xem này. Đây. Ngay cái cột đây này anh chị này. Cái này đây. Ngay cái chỗ đó thì hiện tại là trung tâm hành chính đang xây, và đó là cái máy cẩu đó anh chị. Đây, nó đang xây ở đó. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái lô đất là ngang từ cái lô ngay cái chỗ lô góc á, đi vô đây, đây là lô thứ tư. Và cái lô thứ tư này sẽ có một cái gốc cây nó nằm ở bên chỗ bên vạch của trái đất, chứ không nằm chính giữa lô đất anh chị. Và từ đây đi lại đây á, như vậy là 5m, 5m có cọc đây rồi, và sâu vào sâu ở chỗ cột điện này này là 30m.
Vâng, thì là năm dài 30, có 100% mét thổ cư cho anh chị. Đấy, và giá thì giá hiện tại bên chủ đất đã gửi cho bất động sản Hà Giang bán là 1.750.000 nha anh chị. Và giá có thể xê dịch sau 1-2-3 tháng nữa, trong vòng 1-2-3 tháng nữa thì có thể là giá nó khác nhau. Thì lúc đó nếu như anh chị xem video này mà đã lâu rồi mà hỏi tại sao mà lúc đó trên cái video mà chào chỉ có 1.750.000 nhưng mà lúc đó sau vài tháng thì nó có thể tăng lên anh chị. Và bên đây thì người ta cũng đã phân lô hết rồi và đang cắt cửa từng nền rồi nha anh chị. Đấy. Thì hôm bây giờ em sẽ ngay cái vị trí này, em sẽ chạy ra cái chỗ đường D13 và gần chỗ trung tâm hành chính và đường NC để anh chị tham khảo nha anh chị. Đấy. Em sẽ quay ngay cái chỗ góc quang cảnh một lần nữa để cho anh chị được nhìn nhìn rõ hơn về những cái quang cảnh xung quanh của cái lô đất của mình nha anh chị. Đây. Rồi thì ngay cái vị trí lô đất này em sẽ chạy thẳng ra ngoài chỗ đường D13 nha anh chị. À, thì ở hai bên cái đường này á, ra đầu này cũng có cái đường ra chỗ D13 và từ đây ra ngoài chỗ đây cũng có đường là D13. Thì đường là nó thông tứ hướng hết anh chị. Và cái hướng mà em đang cái hướng của lô đất này á, nó nhìn về cái hướng này là hướng nam nha anh chị, và nhìn xuống Sài Gòn nha anh chị. À, và tránh được ánh nắng buổi sáng và buổi chiều nha anh chị. Vâng. Thì bây giờ em sẽ ngay chỗ vị trí lô đất này, em sẽ chạy ra chỗ đường D13 nha anh chị. Và ở đây là phía đằng sau của quán karaoke Trúc Vàng này. Đấy, và cái cuối đường ở đầu kia là con đường D6 và đường NC. Đấy. Và hiện tại hồi nãy con đường đó là con đường N19, còn em sẽ ra chỗ con đường N17. Đấy. Thì ra chỗ con đường N17 này tầm khoảng 50m thì nó sẽ đến con đường D13. Đây là con ở đây người ta gọi là con đường gọi là khu phố ăn chơi đấy chị. Đấy chị. Đấy. Thì đây là con đường D13, nó nằm sát với chỗ trung tâm hành chính của huyện Bầu Bàng. Và chạy thẳng ra ở ngoài kia, để em zoom lại xem anh chị có thấy không nhỉ. Ra ngoài kia, thẳng ra ngoài kia tầm khoảng 200m thì là đường quốc lộ 13 đó anh chị. Đây. Và cái lối này, đây là ẩm thực Galaxy này. Và tới cái khúc phía trong đó, nó sẽ là con đường của quán karaoke Trúc quán karaoke Trúc Vàng với lại nhà hàng Thùy Linh. Đấy. Và nếu như anh chị cần ấy hơn thì em sẽ chạy ra chỗ đường một là chạy thẳng này ra ngoài kia là con đường D13 quốc lộ 13 nha anh chị. Và mình rẽ trái ở bên đây á, sẽ là con đường ra con đường NC và chạy lại trung tâm hành chính thì tầm khoảng là nếu từ đây thì dài đó khoảng tầm 250m nha anh chị nhé. Rồi em sẽ chạy nhé. Và em đang chạy trên con đường D13 nha anh chị. Và hiện tại bây giờ thì trên con đường D13 này là không được nhộn nhịp giống như là lúc trước nữa nha anh chị. Thì trước kia thì khoảng giờ này thì trên con đường D13 này là rất là nhiều xe hơi đậu ở hai bên đường uống cà phê hay là nghỉ trưa thì rất là nhiều, nhưng mà cho đợt vừa rồi dịch Covid-19 thì một số người ta đã đi về quê và một số nói chung là người ta cũng hạn chế cái tình trạng là đi ra đường nhiều để không bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Và ngay cái chỗ vị trí em đang đi đây, từ đây ngay chỗ vị trí lô đất mà chạy ra con đường NC rơi vào tầm khoảng là 350 cho đến 400m anh chị. Và đến ngay chỗ đèn đỏ đó anh chị, đó là ngay chỗ con đường NC.
RC đấy, và chạy thẳng qua bên kia là chợ Bầu Bàng tầm khoảng 200m nha anh chị ha. Và từ cái chỗ đèn đỏ này mà anh chị ra chỗ đường quốc lộ 13 giao tiếp với đường Mỹ Phước Tân Vạn khoảng là 150 cho đến 200m nha anh chị. Tại vì mình đứng đây thì mình có thể thấy được cái cổng chào, nhưng mà em đứng ở đây thì nó sẽ khuất, cái hàng cây sẽ không thấy nha anh chị. Đấy, thì ở bên kia là chợ của Bầu Bàng và một số công ty ở bên đó. Còn cái lối phía bên tay phải á, là đi vào con đường khu công nghiệp Bầu Bàng Mở Rộng. Thì video em làm đến đây là hết. Nếu như anh chị nào có nhu cầu đầu tư hãy liên hệ với em qua điện thoại trên màn hình.